Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh nhà đẹp Amrovien, đơn vị thiết kế và thi công chuẩn gói chất lượng cao. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn top 5 mô biệt thự cần thổi điện hay cần thổi tung được lựa chọn nhiều nhất 2023. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông báo để hàng tuần đón nhận thông tin về sở hữu đẹp hơn nữa nhé. Sang trọng và hiện đại. Đầu tiên là một mẫu biệt thự vô cùng xinh đẹp tại Ninh Bình với mặt tiền 8,1m, chiều sâu nhà 17,8m nhưng rất nổi bật và ấn tượng. Thưa quý vị, ngôi biệt thự sử dụng lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu, các chi tiết được đắp vẽ hoa văn phủ điêu với nhựa mềm mại, tỏa ra các hướng tạo nên bức tranh kiến trúc sinh động, thu hút mọi ánh nhìn. Quan sát khối cảnh ba lê của công trình này, quý vị có thể thấy thiết kế căn biệt thự mang hơi thở của phong cách tân cổ điển với những đường nét hoa văn đắp vẽ tỉ mỉ. Hình khối công trình hiện lên vô cùng bề thế với những cột tròn vuông đan xen, đầu cột và chân cột được đắp vẽ đường vào đẹp mắt. Những đường cơ chỉ chạy dọc ở thân cột và phía ban công thể hiện sự mềm mại và uyển chuyển. Phần mái của công trình không sử dụng toàn bộ hình mái nan sắt mà có sự kết hợp với mái chóc trang trí hình vòng được nâng đỡ bởi các cặp trục tròn theo thiết kế nhiều nét đẹp mắt. Bên cạnh hình khối kiến trúc sang trọng đẳng cấp, công năng của ngôi nhà này cũng được thiết kế khoa học chuẩn phong thủy. Tầng 1 bao gồm khu vực phòng thờ, phòng khách, phòng bếp ăn, phòng ngủ khép kín, sân gia công và nhà vệ sinh chung. Tầng 2 có phòng sinh hoạt chung, một phòng ngủ khép kín, phòng thay đồ hay phòng ngủ thường và nhà vệ sinh chung. Tầng tung có phòng thổ thương, phòng thể dục, sân chơi, sân phơi và nhà vệ sinh chung. 2. Biệt thự tân cổ điển hai tầng thổ tung sang trọng và hoa lệ. Ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà đẹp được rất nhiều gia đình ưa chuộng của sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại của gia đình anh Quyến tại Hải Dương. Tông màu trắng là các màu chủ đạo kết hợp với hệ mái man sắt màu xanh đen quý, đồng màu với hệ cửa nhôm kính và lan can. Màu sắc kết hợp hết sức hài hòa và sang trọng. Ngoài ra hệ thức cột của biệt thự này cũng được thiết kế đăng đối, tỷ lệ hình khối chuẩn. Điều này tạo nên hiệu ứng hiệu quả tôn lên vẻ đẹp thanh tịnh đẳng cấp. Khối chân đế màu nâu đất, quý vị có thể sử dụng đá hoa cương, gạch giả đá hoặc sơn giả đá để tạo nên sự vững chãi để kiến trúc công trình, đồng thời giúp cho ngôi nhà tránh bị bám sóc riêng, dễ dàng vệ sinh. Ngôi nhà được cách tân sử dụng hệ cửa nhôm kính, vừa giúp tô điểm cho vẻ đẹp hiện đại của tổng thể kiến trúc, vừa giúp cho không gian ở bên trong luôn thoáng, thoáng, ngập tràn ánh sáng. Tiếp theo xin mời quý vị tìm hiểu chi tiết hơn về công năng của ngôi nhà này nhé. Tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng bếp ăn, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Tầng 2 có phòng ngủ master, phòng ngủ đơn, nhà vệ sinh chung. Tầng tung có phòng thờ, phòng ngủ đơn, sân phơi, nhà vệ sinh chung và phòng thể dục. 3. Xây đắp biệt thự đẹp 2 tầng tại Bình Phước. Biệt thự 2 tầng của tung sử dụng màu sắc chủ đạo là các màu trắng sang trọng, lịch lãm và phù hợp tinh tế, tôn lên nét đẹp cổ điển cho các biệt thự. Ở kiến trúc châu Âu thì điểm nổi bật của căn biệt thự này nằm ở phối mái man sắt đặc trưng. Mái man sắt có độ cong nhẹ tạo nên sự uyển chuyển mềm mại. Phần mái được bố trí hai cửa sổ với kích thước tương xứng với mẫu bộ của căn nhà. Cửa sổ thiết kế phong cách rococo với hệ mái bỏ uyển chuyển nhẹ nhàng, góp phần thể hiện rõ phong cách tân cổ điển. Quý vị có thể quan sát thấy được phần mái chóp được khéo léo đưa vào lên tầng 2, không quá đồ sộ nhưng đã trở thành điểm nhấn đặc biệt cho căn nhà, giúp thiết kế được cân bằng và đẳng cấp hơn. Và tiền của mẫu biệt thự 2 tầng kiểu Pháp được thiết kế độc đáo với những chiếc sảnh mái trắng thu hút ánh nhìn. Với mặt tiền 10m, chiều sâu nhà 17,5m, kiến trúc sư đã khéo léo tính toán tỉ mỉ khoa học để biến không gian kiến trúc tân cổ điển hoàn hảo đến từng góc nhìn. Tiếp theo xin mời quý vị cùng ngân hàng khám phá bố trí công năng khoa học, tiện nghi và hợp phong thủy nhé. Tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng bếp ăn, phòng ngủ khép kín. Tầng 2 có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ thường, hai phòng ngủ khép kín, phòng thờ. Tầng tung có phòng chức năng, phòng karaoke, phòng thể dục, sân phơi. Thiết kế mẫu biệt thự đẹp nhỏ xinh tại Bắc Giang. Tiếp theo, Amrovien xin giới thiệu đến quý vị thiết kế biệt thự tân cổ điển 2 tầng một tung của gia đình Chú Sơn tại Bắc Giang với diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 100m². Biệt thự được chia thành hai khối rõ rệt, một bên là khối sảnh chính và một bên là khối ban công cửa sổ. Sự phân chia khối không làm mất đi tính liên kết, còn tạo nên sự thống nhất hài hòa cho mỗi nhà. Hệ bậc tam cấp năm bậc dẫn vào sảnh chính được ốp đá tự nhiên đẹp mắt. Hai bên đặt hai chậu hoa xinh xắn và một chậu hoa xinh xắn cho căn nhà. Sảnh chính là sự kết hợp của hai cặp trụ cột vuông và tròn để cảm hứng từ thức bột con
viên, được đặt điểm xuyết những rãnh soi ở thân cột cùng chi tiết nơ thắt mềm mại nâng đỡ bước trường của bộ hành trạng. Bước trường sảnh được đắp vẽ các chi tiết hoa văn bằng ngọc được phương tiện có độ cạnh bóng rõ nét cầu kỳ thể hiện cái tài của kiến trúc sư ở phương tiện. Tiếp theo là mặt bằng công năng của bộ kiện kỳ, mặt tiền 10,4m x 15,4m, diện tích xây dựng mỗi sàn 110m2 gồm có tầng 1 phòng khách, phòng bếp ăn, phòng ngủ thường, nhà vệ sinh chung. Tầng 2 có phòng sinh hoạt chung, một phòng khép kín, hai phòng ngủ thường, nhà vệ sinh chung. Tầng tung có phòng thờ, phòng tình dục, một phòng ngủ thường, sân bơi, sân chơi và nhà vệ sinh chung. Năm ấn tượng biệt thự tân cổ điển 2 tầng 1 tung tại đảo Phú Quý. Cuối cùng là mẫu biệt thự 2 tầng đẹp thanh lịch cuốn hút của anh Thanh tại đảo Phú Quý. Từ xa căn biệt thự đã thu hút được ánh nhìn của nhiều người với hệ thống mái tôn sáng ấn tượng với màu xanh đen của các lớp ngói kết hợp với cửa sổ mái màu trắng đồng bộ với màu sơn của căn nhà, mang đến một tổng thể hài hòa đồng bộ. Đồng thời các biệt thự thêm cao hơn và bình thế hơn. Tại sảnh chính thì các lớp bộ được sắp xếp gần xứng và bình thường đồng đỡ không gian phía trên của biệt thự. Sự kết hợp tạo nên một sảnh chính chắc chắn và bình thế. Dù chọn cho công trình sự đơn giản tinh tế nhưng những điểm ở trên bức tường, các hệ cột giải phân cách của ngôi nhà vẫn luôn được phát họa các hoa văn và chính nhẹ nhàng. Những dải hoa lá xoắn ốc tươi nhỏ nhưng đem đến sự mới lạ độc đáo. Ngoại thất của mẫu biệt thự 2 tầng 1 tung tại Bình Thuận rất ấn tượng. Bên cạnh vẻ đẹp và tính thẩm mỹ cao từ biệt thự của anh Thanh, còn có công năng tiện ích khoa học và phong thủy. Tầng 1 có bộ phòng khách, phòng vệ ăn, phòng khép kín là vệ sinh chung. Tầng 2 có phòng sinh hoạt chung, một phòng bình thường, hai phòng khép kín và phòng thờ. Tầng tung thì có sân chơi. Thưa quý vị, mỗi mẫu nhà đẹp mang một nét đẹp riêng theo mong muốn sở hữu của một chủ đầu tư, nhưng tất cả đều thể hiện sự sang trọng, hiện đại và khoa học. Nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình một ngôi nhà đẹp như vậy, hãy liên hệ ngay theo số hotline 0962368892 hoặc 0334511135 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Apollo Việt cung cấp giải pháp thiết kế thi công chọn gói nhằm mang đến không gian hoàn mỹ, sang trọng cho mọi công trình. Cuối cùng, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.